Và trước khi chúng con chuyển đến câu hỏi của anh Tony Quang Minh, chúng con xin kính chia sẻ cùng chư vị một lời tri ân từ gia đình. Nam mô A Di Đà Phật. Gia đình con vô cùng tri ân sâu sắc thầy Diệu Âm và ban tổ chức đường Zoom. Bố con là Nguyễn Đình Trọng, 90 tuổi. Bố con đã tu cùng đạo tràng Thái Bình năm được 3 năm. Nhờ đại phước, bố con được thầy khai thị 3 lần. Trước đây vì nghiệp chướng của cuộc đời mà chúng con không để ý bố con tu gì và vì sao lại cứ niệm Phật suốt ngày. Chúng con đã không tìm hiểu pháp hộ niệm mà còn làm ngược lại với pháp hộ niệm. Gần đây, do bố con yếu đi và tê tay trái, đau hai chân không đi lại được, bố con dặn các con mời ban hộ niệm Thái Bình Năm là những người bạn tu của bố con về hộ niệm cho bố con. Bố con đã viết di chúc dặn dò thân bằng quyến thuộc rằng thương bố là phải nghe lời ban hộ niệm chỉ dẫn. Nhờ có bản di chúc, mặc dù những người em, những người con, họ hàng, dân làng không tin cũng phải đồng thuận. Bố con đã có 50 năm tuổi đảng và là người hiền lành, thật thà nghe lời trưởng ban hộ niệm. Khi hộ niệm, bố con bị điếc nặng không nghe được, khai thị phải viết giấy. Sau một buổi hộ niệm, bố con nghe được. Nhờ mấy tuần được nghe những buổi Zoom, chúng con mới nhận ra chúng con đã hết lòng hộ trì như không sát sanh mà phóng sanh, kiêng ngũ tân, một lòng thành tâm hộ niệm cùng ban hộ niệm ngày hai thời trong suốt hơn 20 ngày liên tục. Thấy bố con nằm hơn 20 ngày không ăn, chỉ uống nước, thỉnh thoảng uống hộp sữa, đậu nành mà cứ luôn miệng niệm A Di Đà Phật, tay còn giơ cao quyết tâm vãng sanh, vỗ tay rôm rốp. Thấy bố con như vậy, người nhà cùng họ hàng bảo nhau còn lâu mới đi. Trước ngày ra đi, bố con hỏi hôm nay là bao nhiêu và lấy giấy bút viết ra và nói với ban hộ niệm là 25. Đúng 7 giờ sáng ngày 25 tháng 5 âm lịch, tức ngày 4 tháng 7 dương lịch, bố con trút hơi thở cuối cùng trong tiếng niệm Phật của gia đình và đạo tràng. Mắt bố con nhìn Phật, miệng niệm Phật nhẹ nhàng ra đi, không hề đau đớn và rất tỉnh táo. Sau 12 giờ niệm Phật và lạy Phật liên tục của đạo tràng và gia đình, bố con đã để lại thân tướng bất khả tư nghị, toàn thân lạnh, hơi ấm nhẹ đỉnh đầu, miệng mỉm cười. Bố con có hứa với ban hộ niệm là nếu thấy Phật A Di Đà không nói được và không giơ tay được thì cười. Da trắng hồng, thân tướng vô cùng mềm mại, chúng con cùng dân làng lần đầu tiên được chứng kiến sự kỳ lạ là người chết sao lại mềm và đẹp như vậy. Sau khi bố con vãng sanh, chúng con làm hậu sự rất thuận, cả thời tiết cũng như có sự sắp xếp của Phật. Từ đó chị em con cháu mỗi tối niệm Phật, lạy Phật một tiếng. Hôm nay chúng con viết đôi dòng tri ân sâu sắc tới thầy Diệu Âm cùng ban tổ chức đã cho gia đình con gặp duyên thù thắng để chúng con biết đường báo hiếu cha. Sau đây chúng con cũng xin những gia đình nào có người thân mà chưa tin pháp hộ niệm thì tin đi và mời ban hộ niệm về kịp thời cứu người thân mình ạ. À, mong thầy và ban tổ chức hoằng dương chánh pháp để chúng sanh khổ nạn có cơ duyên được cứu. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, và